được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn nhà hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Lan và Quỳnh Linh tiếp tục gặp gỡ quý vị để cùng kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống đang đi tìm lẫn nhau. Bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Em đã từng kết hôn, có một con gái, năm nay 13 tuổi ạ. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em thì cũng lập gia đình và em ly hôn thì được 2 năm. Hiện tại thì em có một bé trai. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi, em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn ngồi. Mời em trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Đỗ Huy Tuấn, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Công việc em là kinh doanh về gạch men và thiết bị vệ sinh. Cửa hàng đó là của em luôn. Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ. Em là Hoàng Lan, hôm nay em 36 tuổi. Quê em ở Hưng Yên và em đang sống cùng với bố mẹ ở Hưng Yên ạ. Em vừa là quản lý, vừa là nhân viên bán vé máy bay ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi Tuấn. Em biết chăm sóc cho gia đình, biết lắng nghe, biết cầu tiến trong công việc. Còn về cái khuyết điểm của em thì em hút thuốc ngày một gói, hơi nóng tính. Đó, điểm yếu của nhà trai đó. Nhà gái có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của em là độc lập, mạnh mẽ. Em cũng hơi cá tính, khó tính và kỹ tính. Đúng, nó khó tính mà kỹ tính là mệt lắm luôn á. Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân ạ. Mình nói về tình trường đi. Đúng rồi, tình trường đi Lan. Em đã từng kết hôn, có một con gái, năm nay 13 tuổi ạ. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em lấy chồng bao nhiêu năm Lan? Em lấy chồng từ năm em 23 tuổi. Nhưng mà chồng cũ của em đi xuất khẩu lao động, sau đó thì về bọn em chia tay ạ. Rồi ở nhau được bao nhiêu năm? Bọn em ở với nhau được hơn 1 năm ạ. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi, em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Trời, những người tên Lan khổ hả? Em hơi bị xúc động. Hơi xúc động, bạn ấy rất là xúc động. Những người tên Lan vất vả lắm, khổ về đường tình duyên lắm. Thôi giờ mình đổi không khí đi, mình hỏi chút xíu về đường tình duyên của nhà trai nè. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Em thì cũng lập gia đình và em ly hôn thì được 2 năm. Hiện tại thì em có một bé trai đang sinh sống cùng mẹ. Bé trai bao nhiêu tuổi rồi anh hả? Bé nhà em năm nay cháu 7 tuổi chị ạ. Thật ra anh không nghĩ xinh đẹp thế này mà không có một cái người nào. Trước kia thì con em còn nhỏ, em cũng lo công việc cho ổn định để chăm sóc được cho con được toàn diện đầy đủ hơn ấy, nên là em cũng không nghĩ gì đến. Với lại công việc của em chủ yếu là làm online tại nhà. Em buôn bán ở nhà luôn? Dạ vâng ạ. À, cái người yêu lý tưởng của em, một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không mong muốn một người lý tưởng, một người toàn diện. Em chỉ mong là tìm được một người biết chia sẻ, biết đồng cảm cùng em gánh vác mọi công việc nội ngoại hai bên, cùng em nuôi dạy các con lên người. Còn chàng trai, chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Với em thì em mong muốn một người phụ nữ biết chia sẻ trong cuộc sống, biết chăm lo cho gia đình. Thực sự là em cũng không muốn là bạn ấy là phải ra xã hội để mà lăn lộn ngoài xã hội. Còn cái việc ngoài xã hội thì em đảm nhiệm việc đấy. Đây không cần lo không được, đây tự lập rồi. Đúng rồi. Nói chung là những cái gì em yêu cầu á, anh nghĩ rằng cô gái này dư sức đáp ứng luôn. Nhà trai đi với ai? Dạ em có đi với chị của em. Chào MC Quyền Linh, Ngọc Lan và các bạn trường quay. Mình tên Dương, là chị của bạn Tuấn. Thấy bạn Ngọc Lan bên đây thì dễ thương, tự lập, cá tính thì cũng hợp với bạn Tuấn. Hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Từng có gia đình mình cũng đã từng trải đồng cảm với nhau rồi. Mình nên hiểu mình cần sẽ làm hiểu gì để với nhau. Rồi, cảm ơn em. Ngọc Lan đi với ai? Dạ em đi với bố em và con gái em ạ. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là ba của em Hoàng Lan. Thì tôi thấy anh Tuấn cũng là một người cũng giản dị mà nghe chừng cũng sống chân thực. Cũng mong điều
hai con sẽ đến với nhau và xây dựng hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. À, con gái ơi, con có muốn mẹ lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được. Cháu ủng hộ không? Dạ, có ạ. Nếu mà đó là người phù hợp ạ. Rồi, được rồi con gái. Hai bên mình mở rào để hai bạn gặp mặt đi ha. Dạ, mở rào. Chào ạ. À, mình có món quà tặng bạn nè. Lần đầu tiên gặp bạn. Em xin, em cảm ơn anh. Đây là đặc sản nhãn Hưng Yên của em. Mình cảm ơn bạn. Có cuốn sách tặng anh. Mình cảm ơn bạn. Dạ vâng. Cuốn sách này là mang tên Chìa khóa hạnh phúc. Em cũng mong rằng là em sẽ gặp được một người phù hợp. Nên em mong rằng là chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa hạnh phúc của mình ạ. Rồi, em cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận về mình thế nào? Em cảm thấy anh cũng khá là chững chạc. Mình thấy bạn cũng là người chững chạc, một người phụ nữ là biết tự lập và chăm lo cho con cái. Đấy là một cái điều mình cần. Mình bây giờ giữa bạn và mình nó đều trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Mà cái điều mình mong muốn ấy, mình tìm một người phụ nữ để mà về để chia sẻ cho nhau và cảm thông được cái cuộc sống của nhau. Để rồi đi tới một cái hạnh phúc cuối cùng. Đấy là cái điều mình mong muốn. Thực sự là em là một người sống nội tâm. Thế nên là nhiều khi là em có giận ý, là em cũng không nói ra đâu. Bởi vì là khi mà ai đó yêu em thật lòng thì họ sẽ biết là em đang suy nghĩ gì. Thực sự là cái đấy cũng có thể là một cái khó. Nhưng mà em cần một người như thế. Bởi vì khi mà yêu nhau thật lòng rồi, con người ta không cần nói, cũng có thể chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã hiểu nhau là như thế nào. Em cũng mong em tìm được một người như vậy để cùng em xây dựng một hạnh phúc. Về cái quan điểm dạy con thì cái điều này thì mình hy vọng là cả hai đều cùng chung một quan điểm. Tất cả mọi việc là đều về con. Bây giờ em trai tới nắm tay Lan cái đi. Rồi mình thử trao đổi xem. Hỏi em khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được. Bước tới đi Tuấn. Nhìn thẳng vào Lan kìa Tuấn. Thực sự đến giờ này thì để mà nói mình không còn trẻ. Mình cũng năm nay thì là cũng 36 cả rồi đúng không? Mình cũng muốn là xác định một cái tương lai nó... Mình cũng muốn nhanh. Vì là mỗi tuổi nó sẽ một già đi. Mình hy vọng, không biết là Lan, với Lan thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội, mình cho nhau cái tình yêu thương thì dự tính là trong bao lâu? Bởi vì em đã từng một lần đổ vỡ nên là em muốn có thời gian tìm hiểu. Và em muốn đi để bền vững sau này đến khi chúng mình nhắm mắt xuôi tay, chứ không phải là một vài thời gian xong rồi chúng ta lại tan rã. Yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau. Dạ. Tìm hiểu từ tính cách đến cuộc sống gia đình. Đấy. Thì mình hy vọng là đến với chương trình hôm nay ta hãy trao cho nhau cơ hội để có một sự tìm hiểu. Hết thời gian. Về ghế các bạn. Các bạn cũng có thời gian khá dài để cùng trao đổi câu chuyện này. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên ngày gặp mặt nào. Các bạn đẹp đôi lắm đó. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z.
nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Hãy chăm sóc tình yêu thăng hoa các bạn nhé. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên cực kỳ dễ thương thưa quý vị ha. Còn bây giờ thì Quỳ Linh và Ngọc Lan giới thiệu quý vị và các bạn cặp đôi thứ hai. Xin mời. Em có hai mối tình rồi, nhưng mà mối tình đầu thì nó xa rồi, mình quên rồi. Bây giờ mối tình lân cận nha. Cũng tình cờ được quen biết với lại các bạn đó. Rồi hai người cũng có tìm hiểu qua, nhưng mà rồi mình giữ ở mức tình bạn thôi. Nhưng mà thấy cái tính cách không có phù hợp á, nên rồi mình tự đứt luôn. Vậy là chưa yêu luôn? Có thích. Có thích thôi chứ chưa yêu luôn đó. Bên kia người ta không thích nhậu nhiều. Dạ đô của em thì tới thùng nực. Dạ đô của em thì tới thùng nực. Đô của em thì tới thùng nực. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái. Dạ, mời em ngồi. Đây, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả. Và đặc biệt là gửi lời chào thân thương tới bạn gái bên kia. Em tên Ngô Quốc Phi, em đến từ huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện em là dược sĩ cấp phát thuốc tại một phòng khám đa khoa. Hiện tại thì cũng đang học, sau đại học tại Cần Thơ. Tức là chưa có mở cái tiệm thuốc này kia. Dạ, đúng không? Dạ chưa. À, cái nghề này giờ ổn định. Dạ, lắm á. Định hướng tương lai thì cũng dự định sẽ mở một cái nhà thuốc rồi. Rồi. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nha. Em tên là Trần Ngọc Thi. Em sinh năm 1989 và em ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em bán sỉ quần áo thời trang. Phi có ưu điểm khuyết điểm gì Phi? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, hay một hỏi. Nhược điểm thì mình thẳng tánh quá là người ta không có thích. Đúng hả? Dạ. Có tật xấu gì không Phi? Em là nó hơi quạo á. Hơi quạo luôn. Dạ. Hả? Quạo nhiều lúc không? Nói chung là áp lực công việc thì mình stress cho nên là cũng... Dạ. Mỗi lần quạo vậy em làm gì cho mình hết quạo? Dạ, nghe nhạc. À. Dạ. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, về ưu điểm thì em được nhiều lắm. Nhưng mà đại khái là mình cũng được vui vẻ, hòa đồng hay giúp đỡ mọi người. Còn về nhược điểm là mình giỏi nội trợ và giỏi nấu ăn lắm. Thôi kệ, mình kinh doanh buôn bán mà cũng có thời gian. Đường tình duyên của em sao Phi? Dạ, em trải qua một mối tình sau khi liên thông đại học thì lúc đó thì cũng có quen bạn trong lớp. Thì nói chung là ngành y tế thì học cũng nhiều á. Đôi khi mình vô tâm quá thì dẫn đến là hai người là không đến được với nhau. Rồi, dạ, nhận ra cái đó được rồi. Dạ. Thật ra không nhận ra cái đó mới là nguy hiểm. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? À, dạ em có hai mối tình rồi, nhưng mà mối tình đầu thì nó xa rồi, mình quên rồi. Bây giờ mối tình lân cận nha. Cũng tình cờ được quen biết với là các bạn đó. Rồi hai người cũng có tìm hiểu qua, nhưng mà rồi mình giữ ở mức tình bạn thôi. Nhưng mà thấy cái tính cách không có phù hợp nên rồi mình tự rút lui. Vậy là chưa yêu luôn? Có thích. Có thích thôi chứ chưa yêu luôn đó. Bây giờ tương lai mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào nè? Người bạn trai là điềm tính, nhẹ nhàng. À, không có gia trưởng. Được không Phi? Nói chung là hiện đại giờ thì cái tánh gia trưởng thì nói chung là cũng không có còn nữa. Ừ. À. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Điều không thích đó là đàn ông á hay nhậu nhiều. Như vậy đi. Vậy thôi. Dạ. Sao mà nó đơn giản quá vậy trời. Dạ, chào chị. Chào nhà trai. Dạ. Bên kia người ta không có thích nhậu nhiều. Dạ, đô của em thì tới thùng lận. Dạ, đô của em thì tới thùng lận. À. Đô của em thì tới thùng lận mà. Dạ em chưa nói hết à. Đô thùng trừ 22 lon người ta uống, em muốn 2 lon à. 2 lon là cũng nhiều. Mà tần suất một tuần đi nhậu bao nhiêu lần? Dạ nói chung là bên dược em cấp phát thuốc cho nên là cũng cùng lắm là chiều thứ sáu rồi, nếu mà có thì mới nhậu thôi. Còn bình thường là không được nhậu. Phát thuốc người ta rồi bắt phát lộn sao đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Rồi anh qua coi nhà gái thôi.
Trời trời, con gái dễ thương ha. Dạ em chào anh Hoàng Linh ạ. Trời em, bây giờ anh nghe tiếng nói của anh cảm nhận anh thế nào? Em cảm nhận là anh hiền và có lẽ là anh cũng tốt bụng á. Mong muốn của em sao nè? Dạ tìm được một cô gái là biết đồng cảm với chia sẻ. Rồi nói chung là dễ thương hoạt bát là ok trời. Rồi chị. Bên đây dư. Dư những cái điều kiện mà em cần luôn. Dạ dạ. Mình gái đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây cùng hai người bạn đang ngồi ở trường quay. Hai người bạn. Hai cô hot girl. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ em. Xin chào anh. Em là bạn của chị Thi. Thì bạn cũng lâu lắm rồi. Thì chị rất là hiền mà chăm chị nữa. Theo em thì em thấy anh bên đây thì em thấy ảnh hiền. Thì em nghĩ là chị cảm nhận thấy mình hơi thích thích hoặc là thì em nghĩ là nên cho cơ hội thì cho hai người quen nhau quen thử coi như thế nào. Quen thiệt thì quen thử chị. Thì nếu mà thấy ok á thì quen luôn thì à, đó gì đi. Mấy anh chị thiệt tình dễ sợ. Hiền quá. Nhà chơi đi với ai? Dạ em đi với vợ chồng chị Tư em ạ. Chào anh chị. Chào anh chị Tư. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào em. Em là chị họ của Phi. Thì nói về Phi thì rất là chân thật, hiền và lành tính. Ở Phi thì chị cảm nhận em nó rất là ý chí, cầu tiến và nghị lực. Nãy giờ chị nghe hai đứa em nói chuyện thì chị cũng rất là cảm tình với cái bạn gái bên này. Chị nghĩ là giữa một cái biển người mênh mông mà tụi em gặp nhau ở đây là một cái duyên rất là lớn. Nên là tụi em nên cho nhau một cái cơ hội. Hay quá chị Tư. Cảm ơn nhà trai. Được rồi. Bây giờ mở nào. Thi với Phi sẽ gặp nhau. Tiến tới đi Phi. À, lần đầu gặp thì anh có gửi món hoa không em? Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi, em cũng có món quà để tặng cho anh. À, cảm ơn em. Em nghĩ sao về tình yêu sét đánh ta? À, tình yêu thì nó phải có một cái sự chung thủy. Và mình nhìn nhau thì mình có một cái tình cảm. Và tình cảm có thể xuất phát từ trái tim thôi. À, chứ anh thật ra anh đến đây là anh cảm giác là vừa bị trúng một tiếng sét. Là không biết là có sao không? Là không biết là có sao không? Nên nếu mà có sao thì cũng mong em chị giùm anh. Dạ. Rồi, về chỗ ngồi đi Phi. Dạ. Nói chung khoảng cách thì nó cũng chỉ là con số thôi. Khi chúng ta mình tình cảm mình thật lòng với nhau thì cái đó nó không quan trọng lắm. Dạ. Dạ. Từ đây về quê anh là bao nhiêu tiếng? À, từ Bình Chánh nếu mà đi thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là tới nơi rồi. Anh cũng gần ngay thị trấn Cái Lậy thôi. Dạ. Nếu sau này mà lập gia đình rồi thì anh sẽ định hướng là mình ở đâu? Nếu mà mình tìm hiểu mình tính cách nhau mình hợp nhau á thì cái chuyện sống ở đâu nó không có quan trọng. Cái quan trọng mình thật lòng với nhau thì nói chung là cái ngành giữa của anh như Quyền Linh nói là đi đâu làm cũng được. Thì đó là chuyện đó cũng dễ dàng thôi, không sao hết. Bây giờ nè. Giờ hai bạn. Đúng rồi, hai bạn tiến tới gần với nhau cái. Giao lưu cảm xúc với nhau một xíu, nắm tay nhau. Rồi. Nhìn nhau thật kỹ và thật lâu và thật sâu. Trong lòng mình thấy thế nào đó? Mình mong muốn gì với Thi đó? À, như em nói là vừa gặp bạn thì đụng ngay tiếng sét ái tình rồi. À, không biết bạn nghĩ sao ạ? Cảm ơn anh nhiều. À. Mình sẽ tìm hiểu ha. Rồi. Mà khi nắm chặt tay nhau rồi thì đừng buông tay nhau anh nhé. Ok em. Chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng của mình các bạn nha. Bắt đầu chưa hả? Tụi em muốn bấm à. 1, 2, 3. Rồi bấm. Lẹ lắm. Rồi chúc mừng các bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bấm nút xong là nắm tay. Dạ. Hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên. À, thôi được. Không, đó là thủ tục của chương trình đó. Dạ. À, anh xin phép em. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn chị Ngọc Lan ạ. Đây là những món quà dành cho các bạn.
Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Cảm ơn chị. Chúc mừng hai em. Xuống đường này nè. Như vậy chúng ta đã theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.